Giờ mày sao? Ôi, nó chạy. Dòng người trở lại với channel của mình. Woo! Và hôm nay lại là tự game. Cái gì ta? Quên tiêu rồi. Tự quên máy và hôm nay mình sẽ đi chinh phạt những cái nhà mà mình chưa tới. Với lại tập trước đó mình đã xảy ra một sự cố là khi mình cướp xong mình về, cái thằng Usain Bolt nó bị chết rồi các bạn. Vãi không? Và hôm nay mình đã có một người mới là con Zilata, là một cái nhà tâm lý học hay sao các bạn, mình cũng không biết nữa và không nói nhiều nữa. Vô hôm nay mình sẽ vô nào ta? Brother. Ồ, mình sẽ vô cái Brother này thử rồi nha các bạn. Some food, heal weapon, heal bot. Mình sẽ vô City Hospital nha các bạn. Chơi lớn luôn. Đây mình sẽ có, mình giết được một cái ông kia các bạn. Mình sẽ có súng shotgun. Motherfucker. Ok, lấy shotgun được mấy viên này. Mấy viên shotgun được, mình được 6 viên shotgun các bạn. Ok, 6 viên shotgun. Đây, mình sẽ có gì các bạn. Mình đang thiếu cái gì ta? Đang thiếu cái thùng gì đó đủ mấy quên rồi. Chưa. Sử dụng. À, tao chỉ đi người thôi mày ơi, tao đi đường ngoài thôi. Có súng à, tao có súng á bạn ơi, tao có súng. Ủa sao kỳ vậy, anh này shotgun mà. Ôi má ơi, không phải bạn ơi, mình đem lộn cái đạn rồi. Hay da, tự nhiên cái tốn một đêm tự nhiên. Thôi nó cũng đâu giết mình đâu nên mình cũng không cần giết nó bạn. Lương thiện xíu đi. Cái mấy cái gì hả bạn, đây là một cái bệnh viện nên cậu cho nó không có giết người. Thì có mình vô mình giết thôi, nó không giết mình. Ngược đời á. Mới vô đầu game nó friendly mà giờ không có friendly luôn. Vô giết người mình lâm bí các bạn, tại mình bí thôi. Nó đi kìa các bạn ơi. Ờ má ông nội lính nó kìa, ông lạy luôn á. Điên à. Đây nó coi các bạn. Ở trên đây sẽ có bác sĩ các bạn ơi. Are you here to donate? Không. Không có... cigarette. Có thức ăn à? Đúng là điếm tiền. Đúng là điếm nha. Cho đi qua tao kiếm đồ mày. Thôi được. Oh my god. Ôi, chạy. Anh kia chạy quá các bạn. Đừng mess with me. Thôi về, khoan. Từ. Đồng đội tao đừng đồ mày ơi. Cuộc sống mà. Thôi về các bạn. Ngày 17 các bạn ơi. À, và mình cứ tưởng là cái súng có thể bắn được với mấy viên đạn nó khốn nạn không. Mình sẽ cho con này nó bắn thêm một cái nữa các bạn. Nói gì cũng không hiểu luôn á. Mẹ tiếng Việt đi tiếng Anh. Và hôm nay mình không kiếm được gì nhiều các bạn. Mình sẽ nấu ăn cái nào. Bảy chuột chẳng hạn. Thấy cái này nè. Mình sẽ làm nước thêm các bạn ơi. Khi mà nó nói chuyện sống với nhau mình làm quyết định. Mình sẽ làm một chai bia cho mấy người uống cho xỉn chơi vậy các bạn. Nó quên hết mọi sự đời. Ok, mình sẽ hết ngay nha các bạn. Ok, chơi. Và hôm nay mình sẽ đi pro tail các bạn. Tail hả? Mình cần giáp nha. Shotgun. Một đạn các bạn. Mình sẽ lấy 10 viên. Với lại cái sẻng. Có tầng hầm nữa các bạn. Kiểu như nhà của ta vậy các bạn. Kiểu như này là nhà của ta vậy các bạn. Chắc bạn này ít máu vậy. Con này ít máu quá bạn. Con này ít máu quá. Sao chạy? Thấy được. Dựa vào nào đây trời. Nó gặp người chết luôn nè. Người là ăn liền nè. Má ơi. Thêm cái nhạc nữa cũng nạn không. Thấy đó chị trời. Từ mình chưa cần thiết cái đó bạn. Nó con lết tội thiệt á. Nó hồi phục luôn bạn ơi. Khoan không? Không bạn ơi. Nó chắc nó dưới đây nữa bạn. À, căn nhà này mình không biết căn nhà gì luôn á. Tao bột cô cho cái thằng kia làm mấy điếu thuốc cho nó vui bạn. Coi mở coi có thằng nào nó biết không. Yes.
là nó chạy trước. Ôi cái địch. Ngủ đi mấy bé, ngủ đi. Ừ có này ngon nữa. Messi. Yep. Không được rồi các bạn ơi. Không được các bạn ơi, phải lên, có thằng xuống. Không này. Trời. Nó kêu bạn. Lên. Nó qua rồi. Mày lên đi, tao dứt mày liền đó con. Lên bạn, lên đây bạn. Nó đâu, bay nó kìa bạn. Ôi má nó đi xuống bạn ơi. Má ghê vậy. Kéo tin được luôn á. Nó có nhiều. Tại ta bắt cô. Còn đừng, nó đã chặn cửa nha ba. Con này chịu nè. Không giết người bạn. Mấy cái private property nó sẽ giàu hơn một chút xíu bạn. Nó sẽ có đồ, tại đồ của ta mà. Đợi tới cái mất kia rồi mình mới vô bạn. Ủa thì đâu. Hôm nay giờ về tay không, không được đâu bạn ơi. Mình ơi có hai viên đạn bạn. Ngon. Xuống lại. Thằng kia nó đi qua đây mình sẽ đột nhập từ bên kia vào bạn. Nó nhảy gì to vậy má. Nhảy từ thôi. Đó. Mẹ nó nhảy. Ui. Con mở nó biết rồi bạn ơi. Được bạn, lên qua đây được. Ngon. Qua đây lút đồ xíu về không được bạn. Mình lên nó tung. Shotgun là đứng viên là chết nha con. Ok, mình sẽ đủ một vài thứ. Sẽ đủ nhưng đã đủ cái kia để mình chế độ các bạn. Và mình có nên qua khu quân sự lại không nha. Trời ơi các bạn ơi. Quốc không? Đúng rồi. Lên đây coi còn đồ không. Đây nè các bạn. Tao này má. Giờ mày sao. Ui nó chạy. No. Hùng mập này có số sống dư bay. Má không có gì mà không có gì khôn mặn việc chân ngu hết các bạn. Mình thề bạn câu luôn. Uống rượu bay rồi đi chơi lớn. Hey, đi nấu ăn đi. Mày là good cooker mà đúng không? Nấu ăn đi. Một mình mày thôi, có mình mày thôi đó. Phải thiệt chứ. Chưa ngu riết quen rồi bạn. Thành mình chưa ngu riết quen rồi. Ăn là hổ báo có trộn rồi mà em tính. Thiếu đồ nữa chắc. Buồn thiệt sự. Giờ mình đi đâu ta? Mình có súng thì mình đi đâu? Mé nó ba thằng nó xuống luôn mày. Cúp chỗ nào cho nó yên tĩnh đi. Rồi. Xịn. Anh yên xịn. Rồi ai tới nữa. Ây. Mấy nhóc. Trời ơi má ông xịn rồi. Ông xỉn không biết gì đâu trời. Xỉn mà gặp mấy nhóc nữa. Tao biết rồi, từ ủ má mày. Rồi xong, điên rồi. Thôi có tại có mình tao thôi á. Lên city các bạn. Mình sẽ đem súng. Có súng. Để các bạn. Lại là mình đây. Ê, tao có thể đi chữa trị được không? Ê, gì á? Cái gì á? Yes, mày sao? Tao muốn vô, tao muốn chữa trị. Nè, tự nhiên nó giết, tự nhiên nó gì mình bạn. Mình đâu muốn đâu. Trời ơi. Em, ủa, sao nó bắn nhiều vậy ta? Bắn nhiều vãi cục luôn á. Thế là có thêm cây súng ngon. Nhờn đi tao bắn á. Từ lần chân ngu kinh nghiệm trước giờ đã biết rồi nha. Mày má mất cái sẻng luôn kìa. Cú thật sự nha. Ai luôn mày mất cái sẻng rồi. Gì vậy? Sợ hả? Qua đây. Đóng cửa lại. Ôi. Chưa kịp núp nữa bạn. Trời ơi.
chưa kịp núp nữa bạn ơi, end game luôn rồi. Ok, nếu bạn thích video này hãy để lại một like, một subscribe, ngoài ra chia sẻ tạo động lực cho mình làm tiếp video tiếp theo. Những nỗ lực sinh tồn nhưng mà thất bại của mình, các bạn có thể thấy các bạn, mình chưa còn hổ báo nữa, ok nữa. Để đây là tập cuối rồi bạn, bye bye.